Xin chào anh chị và các bạn nhé. Trước mắt anh chị và các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc Hyundai bánh lốp đời 2009. Bây giờ mình sẽ quay về cái ngoại quan của chiếc máy xúc này để cho anh chị được theo dõi. Máy đời 2009 nhưng mà về phần ngoại thất thì còn khá là đẹp. Như anh chị và các bạn đang thấy thì về lốp của xe đang còn khá là mới. Cổ là cổ mềm. Quay từ từ thôi con bà. Giờ mình sẽ quay về phần khoang cabin. Máy móc thì khi mà công ty mình nhập về thì sẽ dọn và rửa qua cái phần khoang cabin. Anh chị cũng có thể nhìn qua được cái phần nội thất. Phần option thì cũng đang còn khá là mới. Đẹp. Các cái màn hình hiển thị còn khá rõ nét. Nếu anh chị nào mà có cái nhu cầu về sản phẩm thì xin liên hệ cái số điện thoại mà chúng tôi đặt ở phía dưới phần mô tả của video. Nếu có cái thắc mắc gì hoặc là có cái ý kiến gì thì anh chị thế là để lại cái bình luận ở bên phía dưới của video nhé. Video của mình xin được kết thúc ở tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.